Chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với những câu hỏi khác. Câu hỏi đến từ khán giả Đoàn Văn Trường có số điện thoại 0986 3 số cuối 837 ở Mê Linh, Hà Nội. Khán giả có hỏi về 25 con dê, có cả dê con lẫn dê mẹ đang mang thai. Từ lúc bắt về nuôi đến nay chưa làm vaccine cho dê. Hiện giờ muốn làm vaccine tẩy giun sán, ký sinh trùng, tụ huyết trùng cho dê. Hỏi với tình trạng dê đang mang thai như vậy, liệu có thể làm vaccine được hay không? Với câu hỏi này thì xin được mời chuyên gia Lê Văn Năm tư vấn ạ. Phổ cập mà ai nuôi dê cũng biết rằng là dê chửa là 145 đến 155 ngày. Còn cái dê chửa lứa đầu tiên ấy thì không thể dưới 7 tháng tuổi được. Đấy, bắt buộc là phải sau 7 tháng tuổi thì cái chất lượng giống nó mới đảm bảo. Và khi dê sinh sản ấy thì cái dê con theo mẹ là đến 3 tháng, cho nên là nếu chúng ta có kỹ thuật cai sữa tốt thì có thể dưới có thể tháng rưỡi 2 tháng cho cái sữa rồi. Nhưng mà nếu theo nuôi theo cái truyền thống thì phải là 3 tháng. Cái thông số này để làm gì? Để chúng ta biết là anh đã thông báo là cả dê mẹ dê con đều chửa cả, đang mang thai. Và chưa làm vaccine gì, và bây giờ muốn làm vaccine thì tôi nghĩ thế này. Thứ nhất, trong tất cả các loại vaccine thì trong thời gian dê chửa trước khi đẻ 15 ngày hoặc 20 ngày là không có chọc chạy gì cả, về nguyên tắc. Chỉ có 15-20 ngày trước khi đẻ thì chúng ta có thể tiêm được vaccine. Ví dụ tụ huyết trùng, đậu dê, đấy là những cái vaccine phổ biến. Cho nên ấy, lời khuyên, nếu cần thiết lắm thì anh nên trùng đậu lúc này cũng được. Hoặc là tạm chấp nhận mặc dù không mong muốn. Vì bệnh đậu dê cũng là một trong những bệnh rất phổ biến và rất nguy hiểm ở dê. Cho nên là tạm thời chúng ta chấp nhận buộc phải trùng đậu cho dê. Còn tụ huyết trùng không tiêm trong thời gian chửa trước khi đẻ 15-20 ngày. Hay nói cách khác là vaccine tụ huyết trùng có thể tiêm được nhưng mà chỉ tiêm trước khi đẻ 15-20 ngày thôi. Còn trước thời gian đấy thì không nên. Thế là lời khuyên. Thứ ba là sau khi dùng ví dụ vaccine đậu hay là tụ huyết trùng thì 3 ngày liên tục phải cho dê ăn kháng sinh và kháng khuẩn. Ví dụ là TIC hay là T colivit hoặc là T phloxe, đó là những cái thuốc mà kháng sinh hoặc kháng khuẩn, nó rẻ tiền nhưng mà chống stress rất tốt. Và kèm theo đó là thuốc bổ, đương nhiên thuốc bổ đúng là chúng ta dùng cái loại cho ăn thôi, ví dụ ADE ta ta ADE 3 hoặc là super vitamin 3 ngày. Thì đấy là những cái cách mà bà con nuôi dê cần phải nắm rõ. Còn đừng vì một lý do người lời khuyên nó không chuẩn xác mà dê đang mang thai này mà đã cứ mang vaccine đã tiêm ấy là có khi sảy thai mất, thì chúng ta hỏng một cái mục tiêu chăn nuôi. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những tư vấn vừa rồi.